Theo báo VNExpress thành phố Hà Nội quyết định chi khoảng 350 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 320.000 người khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, mức tiền từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi người. Các diện hỗ trợ gồm có: một là hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một hộ, dự kiến 35.000 hộ. Hai là là bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người, dự kiến 180.000 người. Ba là người có công với cách mạng, thương binh, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người. Dự kiến 82.000 người, bốn là các cá nhân làm việc tại hộ kinh doanh nghỉ việc không lương, hỗ trợ 1.500.000 đồng trên một người. Năm là các cá nhân làm việc tại hộ kinh doanh buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động, mức hỗ trợ 1.500.000 đồng trên một người, dự kiến 250 người. Sáu là các cá nhân làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trừ bậc đại học nghỉ việc không lương, mức hỗ trợ 1.500.000 đồng trên một người dự kiến 17.000 người. 7 là các cá nhân làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trừ bậc đại học buộc chấm dứt hợp đồng lao động, mức hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi người. 8 là chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục, mức hỗ trợ 3 triệu đồng trên mỗi cơ sở, dự kiến 2.700 chủ cơ sở. 9 là hỗ trợ bổ sung người mang thai, mức 1 triệu đồng mỗi người. 10 là hỗ trợ bổ sung người nuôi con chưa đủ 6 tuổi, mức 1 triệu đồng trên mỗi trẻ kinh phí dự kiến khoảng 345 tỷ đồng. Các nguyên tắc hỗ trợ, mỗi diện hưởng một lần, chỉ hưởng một trong các chế độ hỗ trợ, hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác.